Hello, xin chào các bạn. Và hôm nay mình sẽ ăn thử khô lươn sấy cay. Thì cái gói khô lươn sấy cay này thật ra là mình xin được. Thì hôm trước mình đang lướt Facebook thì mình thấy cái trang Hoa Mặt Trời Farm, người ta chạy cái quảng cáo khô lươn này. Thì mình thấy nhìn cũng ngon, cũng kiểu độc lạ. Thế là mình mới nhắn tin xin. Mình bảo là shop ơi, shop cho em xin một gói lươn. Thì em làm clip review và em gắn link TikTok shop cho shop. Thế là shop cũng cho luôn. Thì xin xong thì mình thấy kiểu cũng hơi ngại ngại, hơi xấu hổ ấy. Với cả kiểu tâm hồn mình nó không được thoải mái. Cho nên là mình bảo là thôi, từ giờ không xin nữa. Và cái lươn này thì phải nướng hoặc là chiên trong vòng 1 đến 2 phút. Chứ không ăn trực tiếp được. Cho nên là bây giờ mình sẽ về và mình chiên nó lên. Và đây là cái đĩa lươn mà sau khi được dán lên. Nó có mùi thơm của sả, mùi thơm của ớt. Xin mời các bạn. Cái lươn này mà mình chỉ chiên sơ qua thôi thì nó rất là mềm, nhưng mà mình chiên hơi kỹ một tí thì nó sẽ khá là dai. Cái miếng lươn ấy thì nó khá là dày. Lúc vừa mới ăn thì thấy nó khá là nhạt, nhưng mà nhai một lúc thì cái hậu vị của nó khá là đậm đà. Và nó có một chút vị cay của sả và ớt, và một chút vị ngọt của thịt lươn. Chiên sơ qua thôi thì sẽ thấy cái vị hơi tanh tanh của thịt lươn khi ăn. Nhưng mà chiên kỹ một tí thì mình thấy cái miếng lươn nó sẽ dai hơn và nó rất là bùi. Mình nghĩ rằng là nếu như mà để ăn cơm ấy, hoặc là ăn bún phở thì chỉ nên chiên sơ qua thôi. Còn ví dụ mà để làm mồi nhắm ấy, thì chiên kỹ một tí, phải nói là tuyệt vời luôn.